Hello mọi người, hôm nay Dung sẽ chia sẻ với mọi người cách để mình có thể lọc và xóa dữ liệu trùng lặp ở trong Excel. Trong bài này thì mình có một cái bảng như thế này. Trong bảng này sẽ bao gồm có giá trị tên và ngày sinh. Ở đây thì nó sẽ có một số những cái tên bị trùng lại thì mình sẽ so sánh. Đối với những cái dòng nào mà bị trùng tên thì chúng ta sẽ so sánh thêm cái ngày sinh. Nếu mà ngày sinh nó giống nhau thì tức là cái dòng này nó bị lặp lại, là mình sẽ xóa cái dòng này đi. Thì ở đây mình sẽ chỉ cho các bạn hai cách. Cách một là mình sẽ sử dụng conditional formatting nha mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ bôi đen toàn bộ cái vùng giá trị mà mình cần tra cứu. Sau đó mình sẽ vô conditional formatting ở đây. Mình chọn dòng đầu tiên là highlight cell rule và mình sẽ chọn cái dòng cuối cùng ở đây là duplicate value. Khi mà mình chọn những cái dòng này thì tất cả những cái ô mà nó có giá trị giống nhau trong cái bảng này nó sẽ được tô màu ha mọi người. Thì các bạn có thể chọn màu sắc ở đây. Ví dụ như là light red fill and with dark red text thì đó là cái màu, có nghĩa là ở đây là nó sẽ tô cho mình cái nền là màu hồng và cái chữ nó sẽ là màu đỏ. Các bạn hoàn toàn có thể chọn một cái cách khác. Ví dụ như ở đây mình sẽ chọn là red text. Hoặc là mình có thể chọn một cái khác, mình vô cái custom format này mọi người. Mình sẽ chọn cái nào mà mình muốn. Ví dụ ở đây mình không muốn tô chữ thì mình chỉ muốn tô màu thôi. Mình muốn là những cái dòng trùng nhau nó sẽ tô là màu xanh dương đi ha mọi người. Rồi sau đó mình sẽ bấm OK. Đây, thì những cái dòng trùng nhau nó sẽ được tô màu như thế này. Mình bấm OK nha mọi người. Đây, thì lúc này là toàn bộ những cái dòng nó trùng nhau nè. Đó, nó đã được tô màu như vậy rồi. Bây giờ thì việc của mình là mình sẽ bật cái bộ lọc lên để mình lọc ha mọi người. Đây, mình sẽ bôi đen cái dòng này. Sau đó mình vô data nè. Bật filter lên. Sau đó thì mình sẽ vô cái dấu mũi tên ở đây ha. Rồi mình sẽ chọn là filter by color và mình sẽ chọn là lọc hết tất cả những cái ô màu xanh là bị trùng ha mọi người. Tiếp theo các bạn có thể gom cho những cái giá trị giống nhau nó cùng vào một vị trí thì mình sẽ tiếp tục vô đây và mình sẽ bấm là sort A to Z nha mọi người. Đây thì lúc này nó sẽ sort cho mình là Minh Anh nè, Thùy Minh nè, Thùy Minh nè, Văn Mạnh nè, Văn Mạnh. Thì bây giờ mình sẽ so sánh là cái Minh Anh này ha mọi người, thì mọi người thấy là nó giống nhau nè, mình sẽ xóa bớt một dòng đi. Rồi sau khi mình xóa thì cái Minh Anh nó không tô màu nữa, nó không bị trùng nữa ha. Rồi tiếp tục mình xóa. Đây thì lúc này nó sẽ không bị trùng nữa. Còn cái Văn Mạnh này là do hai bạn này trùng tên nhưng mà khác ngày sinh cho nên là mình sẽ giữ nguyên nha mọi người. Rồi mình sẽ trả về cái bộ lọc cho nó bằng cách là mình bỏ cái filter này đi. Đó. Thì lúc này chúng ta đã không còn cái giá trị trùng nhau rồi. Nếu mà muốn trả về cái sắp xếp ban đầu thì chúng ta sẽ vô lại cái số thứ tự ha, và mình sẽ chọn là sort smallest to largest là nhỏ nhất đến lớn nhất, thì nó sẽ sắp lại cho chúng ta theo số thứ tự từ 1. Thì lúc này mình đã xóa bớt đi rồi thì mình sẽ đánh lại cái số thứ tự ha. Đây, mình kéo xuống như đây. Và nếu như bạn muốn bỏ luôn cái màu này đi thì mình hãy tô nguyên cái này ha mọi người. Sau đó mình vô conditional formatting và mình chọn là clear rule. Clear rule from select cell là xóa hết những cái điều kiện của những cái ô đã chọn. Thì lúc này cái dòng của mình nó đã được xóa ha mọi người. Rồi ở đây hồi nãy là mình 13 thì bây giờ mình còn là 11 ha. Cách số 2. Ngoài cái cách này ra các bạn có thể làm một cách nhanh hơn, đó là sử dụng remove duplicate. Thì đây là một cái bảng tương tự như hồi nãy. Bây giờ thay vì mình sử dụng conditional thì mình sẽ sử dụng remove duplicate. Thì để mà sử dụng các công cụ này thì bây giờ các bạn sẽ bôi đen cho mình cái bảng mà mình cần phải dò tìm cái giá trị trùng nhau. Sau đó thì mình sẽ vô cái phần data ở đây và mình chọn cái giá trị ở đây ha. Remove duplicate. Rồi, bây giờ các bạn thấy nó sẽ so sánh ba giá trị, số thứ tự, tên và ngày sinh. Ở đây số thứ tự của mình thì tất cả các dòng nó sẽ không giống nhau cho nên mình sẽ bỏ ha, mình không so sánh số thứ tự. Mình chỉ so sánh hai cột là tên và ngày sinh. Thì trong trường hợp này nếu mà nó trùng tên thì nó sẽ tiếp tục nó so sánh tới ngày sinh. Nếu mà cả hai cột này đều trùng nhau thì nó sẽ tiến hành nó tự động nó xóa. Còn đối với trường hợp là chỉ trùng tên mà không trùng ngày sinh thì tức là hai ngày này vô tình trùng tên nhưng mà là hai người khác nhau thì nó sẽ không xóa và giữ nguyên ha mọi người. Thì như mọi người thấy ở đây mình đang có là 13 dòng. Thì bây giờ mình sẽ bấm OK ha mọi người. Đây, nó sẽ phát hiện cho mình là nó có hai dòng bị trùng nhau và 11 cái giá trị còn lại là khác nhau. Thì bây giờ nó hỏi mình là có đồng ý hay không thì mình bấm OK. Đây, thì như mọi người thấy là nó đã tự động nó xóa những cái dòng trùng nhau rồi ha. Đây, không còn dòng nào trùng nhau nữa ha mọi người. Mình có thể kiểm tra lại bằng cách là mình bôi đen cái này ha. Mình vô conditional formatting, mình kiểm tra lại nè. Đó, highlights. Vô conditional formatting nè, kiểm tra lại. Rồi mình có thể vô cái conditional formatting mình kiểm tra lại ha. Mình vô hai cell rule, sau đó mình chọn duplicate value. Đó, như mọi người thấy không? Nó chỉ đánh dấu hai cái tên Văn Mạnh này thôi nè, còn những cái khác nó đã xóa hết rồi ha mọi người. Đây là hai cái cách đơn giản để mình có thể lọc và xóa những cái dữ liệu trùng một cách nhanh chóng. Thì hy vọng những thông tin mình chia sẻ với mọi người sẽ hữu ích. Follow kênh của mình để biết thêm nhiều mẹo làm việc Excel hay hơn nha.